Thưa quý vị khán giả, vấn đề sơ chế, bảo quản nông sản nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đã và đang được ngành nông nghiệp và các địa phương quan tâm hỗ trợ. Đặc biệt là đối với các sản phẩm nông sản chế biến như là mắc ca, hồng sấy, lúa, v.v. Theo kế hoạch, từ tháng 8 đến tháng 12 năm nay, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng sẽ hỗ trợ đầu tư 4 hệ thống máy móc bảo quản, chế biến các loại nông sản trên địa bàn huyện Cát Tiên, Bảo Lâm và thành phố Bảo Lộc. Cụ thể hỗ trợ 3 hệ thống máy sấy tỉnh, nhiệt sạch, đảo chịu gió với công suất 12 đến 22 tấn cà phê tươi một lần và 12 đến 18 tấn mắc ca một lần cho 3 đơn vị, gồm tổ hợp tác sản xuất cà phê và mắc ca Tân Bình, xã Lộc Thanh, thành phố Bảo Lộc, công ty trách nhiệm hữu hạn cà phê Tâm Hồng Tiến, xã Lộc Bảo, huyện Bảo Lâm, tổ hợp tác sản xuất cà phê và mắc ca thôn 13, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm. Còn lại hợp tác xã nông nghiệp và dịch vụ tổng hợp Tiến Thắng, xã Nam Ninh, huyện Cát Tiên được hỗ trợ một hệ thống sấy lúa đảo chịu gió với công suất là từ 20 đến 25 tấn lúa tươi một mẻ sấy. Tổng kinh phí đầu tư 4 hệ thống máy móc nói trên hơn 2,1 tỷ đồng. Trong đó vốn nhà nước hỗ trợ hơn 880 triệu đồng, đơn vị tham gia mô hình đối ứng gần 1,3 tỷ đồng.